chịu các bạn chúng ta tiếp tục là video số 2 là xây dựng phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp vâng à, trong cái video số 2 này ta cũng sẽ nói về mục số 2 là xác định ngân sách marketing thông thường thì khi tư vấn cho các khách hàng và các học viên của tôi các chủ doanh nghiệp của tôi à, thì tôi vẫn thường đi tư vấn và xây dựng cái phòng marketing hoặc phòng kinh doanh cho họ à, phòng truyền thông à, thì tôi bao giờ cũng hỏi cái câu là à, anh chị có cái ngân sách bao nhiêu tiền cho cái phòng này thế thì cái ngân sách marketing ở đây nó sẽ chia làm hai phần chính nhé nó có thể chia nhỏ ra rất nhiều thứ đặt vặt nhưng mà sẽ chia làm hai phần chính phần thứ nhất là quỹ lương cho phòng Đấy. và phần thứ hai là số tiền mà mình sẽ chi cho các hoạt động marketing đó thì mình có thể đổi thành tháng thành quý thành năm thì nó cũng giống nhau thôi nha. ví dụ như là quỹ lương cho tháng là một tháng ở phòng marketing là 100 triệu Đấy. và uh, ngân sách uh, marketing uh, tôi sẽ trích là ba phần trăm hay năm phần trăm trên tổng doanh thu. Đấy. Thế thì à, rất nhiều chủ doanh nghiệp hỏi tôi rằng là, à, thế thì thưa thầy là bây giờ tôi muốn à, thầy tư vấn cho tôi là bây giờ nên đặt ngân sách như thế nào. À, thế thì nó cũng tùy thuộc vào cái việc là cái phòng marketing đã có hay chưa. Nếu mà chưa có phòng marketing, giả sử có rất nhiều doanh nghiệp người ta bán hàng rất là tốt nhưng người ta chưa có phòng marketing, thì tôi thường tư vấn là bước một là chị, anh chị sẽ bớt một cái khoản tiền mà nó không ảnh hưởng đến cái doanh thu của doanh nghiệp. À, bây giờ một là cái quỹ lương là khoảng 100 triệu à, cho khoảng 7 người hay làm 200 triệu cho khoảng 10 người à, hay làm nhiều hơn nữa đúng không ạ thì nó do vào cái quy mô của chúng ta lớn đến đâu à, thì chúng ta sẽ xác định cái ngân sách quỹ lương quỹ lương nó sẽ nằm trong cái chi phí về nhân sự à, thứ hai là cái à, cái số tiền chi marketing Thế thì nếu như chưa làm thì chúng ta sẽ ứng một cái con số có thể là một1% hai phần để chúng ta không phải lo lắng Thế còn sau đó chúng ta đo lường được ở trong 2 3 tháng chúng ta đo lường được rồi hoặc là trong 6 tháng chúng ta đo lường được thì sau đó chúng ta sẽ quyết định một cái khoản ngân sách là 2%, 3%, 5% hay thậm chí đến 40%, 50% trên tổng doanh thu. Mọi người sẽ nói là làm gì mà thầy làm marketing đến tận 50% thế? Có đấy ạ. Thí dụ như là lĩnh vực kinh doanh spa thẩm mỹ viện thì hiện nay hầu hết hầu hết nhá là họ sẽ sử dụng digital marketing để họ chạy quảng cáo ra khách hàng thì cái chi phí marketing của họ lên đến tầm 30 đến 40 phần trăm trên tổng doanh thu là bình thường thế nhưng mà nếu mà bạn làm sản xuất sắt thép đúng không hay là bạn làm sản xuất công nghiệp thì có khi chi phí marketing của bạn có khi chỉ đến 1 đến 2 phần trăm thôi bởi vì doanh thu của bạn cực kỳ lớn mà biên độ lợi nhuận của bạn thì cũng nhỏ thôi Đấy, như tôi biết là sản xuất thép thì biên độ lợi nhuận dòng của nó chỉ rơi vào khoảng 3 phần trăm 3 phần trăm bình quân của ngành Thế thì như vậy thì, nhưng 3% là nhân với doanh thu khoảng độ 1.000 tỷ. Tôi nói thí dụ như vậy, thế thì lợi nhuận sẽ được 30 tỷ. Thế trong 30 tỷ này, thì mình sẽ trích ra bao nhiêu phần trăm của 30 tỷ đấy để làm marketing. Để làm marketing, treo biển bảng, đúng không ạ? chuẩn hóa điểm bán, tặng đồng phục cho đối tác, rồi thì tham gia chương trình đào tạo, tri ân khách hàng cho đi du lịch vân vân Đấy là tiền phải làm marketing. Nhá thì các anh chị sẽ trích cho tôi và đo lường cho tôi được chưa? thì ở đây nếu mà trong cái ngân sách marketing đấy lại chia tiếp ra ngân sách marketing lại chia tiếp ra là bao nhiêu phần cho digital, bao nhiêu phần cho traditional là marketing truyền thống, marketing điện tử trong digital lại bao nhiêu phần cho facebook, bao nhiêu phần cho google, bao nhiêu phần cho youtube, bao nhiêu phần cho tiktok vân vân rồi thì chạy quảng cáo bao nhiêu phần và tự làm organic bao nhiêu phần truyền thông thương hiệu bao nhiêu phần đúng không ạ làm seo web bao nhiêu phần đó chúng ta phải phải phân bổ rạch ròi thì đối với người sếp ấy, người sếp người chủ doanh nghiệp người cmo mâu thì chỉ cần là ok các bạn uh, xin cho tôi một cái tổng sau đó yêu cầu các bạn phải phân bổ cho tôi uh, phân bổ theo kênh phân bổ theo loại hình phân bổ theo thời gian phân bổ theo ngành hàng phân bổ theo sản phẩm với một cái doanh nghiệp mà có thể nó có một cái rất nhiều các ngành hàng Thế thì cái tổng ngân sách có thể rất lớn nhưng mà cái ngành hàng nào là con bò sữa thì chúng ta phải chi nhiều hơn, ngành hàng nào là con chó mực thì chúng ta phải chi ít hơn, ngành hàng nào dấu hỏi thì cũng phải chi ngân sách nó cũng phải đặt dấu hỏi. Đấy. Thì rồi trong cái bối cảnh kinh tế tăng trưởng hay là thị trường đang đi lên hay là bối cảnh đi xuống và cắm đầu đúng không? Thí dụ như thị trường bất động sản hiện nay đang rất là là khó khăn thì rõ ràng là chúng ta cũng phải cắt giảm ngân sách. Đấy. Ngân sách tăng hay ngân sách giảm ngân sách nhiều hay ngân sách ít thì nó phụ thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp biên độ lợi nhuận dòng biên độ lợi nhuận gộp của doanh nghiệp Đấy, rồi thì đã làm marketing hay chưa làm đó thế chưa làm thì phải chi nhiều hơn còn làm rồi có kinh nghiệm rồi họ sẽ chi được mạnh tay Nhá. Yeah. thí dụ như một cái spa cỡ khoảng vừa vừa lớn lớn ở hà nội ví dụ họ thuê một cái nhà khoảng bảy tám tầng Đấy, diện tích một mặt sàn khoảng 50 mươi mét vuông đúng không họ đầu tư vào đấy thì chi phí marketing của họ có thể lên tới cỡ tầm 1 tỷ thậm chí tỷ rưỡi một tháng là chuyện bình thường thậm chí là có những cái chỗ thẩm mỹ viện chuyên làm giảm béo thì doanh thu của họ một tỷ một ngày thì chi phí marketing của họ là một tháng tầm 30 phần trăm thì họ lại chi đến 9 thậm chí đến 10 tỷ tiền marketing một tháng rất kinh khủng đúng không mình nghe thấy nó choáng váng trong khi đó mình trả chi đồng nào còn mình chi rất là ít rồi Ok Thế thì tôi chỉ đưa ra những cái gợi ý như thế còn các anh chị sẽ là quyết định còn anh các anh chị không biết làm thì các anh chị phải phải liên hệ và hỏi hỏi tôi có đúng không ạ vâng thì ngân sách ở đây chúng ta xác định là hàng tháng này hàng quý hàng năm phân bổ ra phân bổ theo kênh rồi chia ngân sách theo doanh thu và ngân sách theo doanh thu thì cũng không có tiêu chuẩn đâu thì mình cứ liệu cơm gắp mắm ví dụ như ngành cho thuê văn phòng nó sẽ khác ngành thời trang nó sẽ khác ngành spa nó khác ngành xe hơi nó khác ngành sản xuất nội thất nội thất xe hơi nó khác rồi ngành thực phẩm chức năng nó khác thực phẩm chức năng nó lãi kinh khủng khiếp các bạn biết là thực phẩm chức năng người ta sản xuất một cái lọ thuốc nó chỉ độ ba bốn chục ngàn nha đây là tôi nói một cái mức giá bình quân có thể là chạm phải nhiều người người ta dễ nảy lên mà làm gì tôi sản xuất đắt hơn mà thầy lại nói thế có những cái sản phẩm chỉ ba bốn chục ngàn năm chục ngàn cả thuốc cả hộp cả vỏ đẹp rồi nhưng người ta bán năm trăm ngàn đúng không ạ người ta bán đến năm trăm ngàn thì rõ ràng là như vậy thì cái cái lợi nhuận của họ rất là cao và khi lợi nhuận của họ cao như vậy thì họ có cái ngân sách marketing rất là tốt để họ chi các bạn hiểu ý tôi chưa ạ thì họ có tiền để họ làm và họ làm như vậy thì họ sẽ chi rất là mạnh tay đấy. câu hỏi thường gặp là phần trăm marketing theo doanh thu là bao nhiêu đấy nhá thì chúng ta phân bổ ra đấy. ok rồi ngân sách thì có thể là đưa ra một số cái gợi ý là có thể tương xứng với đối thủ cạnh tranh là mình học hỏi và tham chiếu À, rồi theo tỷ lệ phần trăm của doanh số dựa trên định giá và lợi nhuận dựa trên kỳ vọng kỳ báo và cái cái khả năng của mình thí dụ như lợi nhuận của mình giờ tháng một cái đút túi một tỷ thì ok thầy phan anh cứ tiêu một trăm đi à, tiêu 200 đi không có vấn đề gì cả sai sửa chữa đẻ đấy ví dụ thế thì ok không có vấn đề gì nhưng thường là mất 3 đến 6 tháng để chúng ta sẽ ổn định được cái các cái chỉ số và chúng ta sẽ đánh giá được là có hiệu quả hay không ví dụ như các bạn nhìn thấy đây là một cái cấu trúc của một cái bán một cái sản phẩm là một đôi giày đấy. À, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy à, tổng giá trị của một đôi giày đấy. thì à, các bạn nó chia thành rất nhiều phần rất nhiều phần đấy. thí dụ như giá một đôi giày là 100 trăm đô đấy. thế thì cost to produce tức là chi phí sản xuất thì chỉ rơi vào hai đô tức là hai phần trăm đấy tôi sẽ kéo cái này lên đây cho nhìn nó rõ rồi um, rồi cái màu xanh này năm phần trăm là gồm có uh, các cái bảo bảo hiểm uh, bảo hiểm sản xuất bảo hiểm uh, giao vận vân vân giao hàng đúng không cái màu xanh lá cây 5 đô tiếp 5 phần trăm là chi phí marketing đó nó chỉ có 5 phần trăm thôi đúng không rồi cái màu tím là 11 đô tương đối một phần trăm này uh, các cái chi phí khác và các chi phí khác a giới spend này không biết là chi phí gì, cái màu cam có hai đô thì là thuế thuế thu nhập của doanh nghiệp đúng không? và 5 đô đấy là lợi nhuận dòng, lợi nhuận dòng và 50 đô còn lại là cho việc bán lẻ. ví dụ như là mình có thể tự bán hoặc là mình không tự bán thì mình phải phân cho các đại lý người ta bán. thế thì các đại lý người ta bán thì 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 phải chiết khấu cho người ta chứ, đúng không? Đấy. Tất nhiên đây là một cái ví dụ, một cái ví dụ để chúng ta hiểu là chúng ta chi bao nhiêu phần trăm marketing. Đấy, thì ở đây họ chi 5%, 5% các bạn thấy có vẻ nhỏ nhá, nhưng mà tổng doanh thu của của Nike một năm nó có thể lên đến ví dụ như doanh thu nó lên một tỷ đô. Thế thì <laughs> cái ngân sách của họ không hề nhỏ tí nào. Đấy. Ok. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ phải xác định ngân sách và phân bổ ngân sách của uh, marketing uh, cho doanh nghiệp của bạn. Rồi thì các bạn ngồi có tính toán đoạn viết ra để chưa ạ Tiếp theo là Mục số 3 Nội dung số 3 là nhân sự cần cho phòng marketing Thì cái phần này chúng ta cũng sẽ Sang cái video tiếp theo cho nó Ngắn gọn nhé Vâng xin chào hẹn gặp lại